Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhân kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh và khán giả của Người Việt TV đi đâu đây anh? Có lẽ chúng ta đến thăm một cái thành phố cũng rất là nổi tiếng ở bên Thụy Sĩ. Dạ. Mà nói đến du lịch đấy, trong cái thế giới du lịch thì Lucerne là một trong những cái gọi là thành phố rất là xứng đáng để đến. Dạ. Thì hôm nay chúng ta có thể nói chút xíu về Lucerne, xem lý do tại sao Lucerne là một cái thành phố nổi tiếng của Thụy Sĩ mà tại sao du khách đến đó. Dạ, thì chưa bao giờ mình nói về đất nước Thụy Sĩ hết, đây là lần đầu tiên. Thì trước khi mà mình nói về thành phố Lucerne mà anh Thắng vừa mới giới thiệu đó, thì anh Thắng có thể kể, nói sơ qua Thụy Sĩ được không ạ? Nói đến Thụy Sĩ thì thứ nhất là chúng ta biết đây là một cái xứ sở rất là nổi tiếng trên thế giới. Dạ. Thứ nhất là vấn đề tính cách trung lập của họ về vấn đề chính trị. Dạ. Đồng thời cái đất nước này nó nằm cái biên giới của nó cũng lạ lắm. Nó nằm giữa toàn những gọi là cường quốc cả. Dạ. Thứ nhất là bên phía tây của nó nằm cạnh bên nước Pháp. Phía bắc của nó là nó, biên giới của nó là nước Đức. Mà bên phía đông của nó thì là nước Áo. Nhưng mà miền nam của nó là nước Ý. Thành ra chúng ta thấy qua bốn cái đất nước là Đức, Pháp, Áo và Ý, đó là bốn cái đất nước mà trong cái lịch sử thế giới lúc nào cũng là những cường quốc cả. Nhưng hình như là trước mình có dịp mình được nói qua Áo, thì có mình như có bên phần phía mà gần sát với Áo thì nó có chạy theo một cái dãy núi Áp, đúng không Minh Đúng Thắng? rồi, dãy núi Áp thì chúng ta phải để ý như thế này nè. Cái dãy núi Áp là một cái dãy núi rất là nổi tiếng bên Âu Châu. Lý do nó nổi tiếng là thứ nhất là cái độ cao của nó, cái thứ hai nữa là cái độ lạnh của nó, độ tuyết, và được cái thứ ba đó là tất cả những cái thắng cảnh mà cho chúng ta cho đến bây giờ đó, mà phần lớn ai đều muốn đến thăm đất nước Thụy Sĩ, muốn đến thăm đất nước Áo, đó là những cái hai đất nước mà nằm phần lớn cái diện tích của họ nằm trên cái dãy núi Alps. Thành ra cái đó nó cho những người nào thích về cái thế giới mùa đông đó, về đi trượt tuyết hoặc là những cái thắng cảnh thiên nhiên về mùa hè, thì đó là hai cái đất nước tuyệt vời chúng ta đi thăm. Và như chúng ta biết thì cái dãy núi Alps là nó chạy suốt từ cái thành đất nước Monaco ở phía miền nam nước Pháp đó, nó chạy vòng qua nước Pháp, chạy qua bên cái khu vực Thụy Sĩ, là bắt đầu vào cái thành phố Geneva đó, và chạy suốt đi qua bên Áo, thì đến hết đến Áo thì nó mới chấm dứt. Thì đó cũng là một trong những cái dãy núi mà đã nói đến Âu Châu mà không nói đến cái dãy núi Alps, mà không nói đến Thụy Sĩ, không nói đến Áo, là quả là một sự thiếu sót rất là nhiều. Như vậy thì thành phố London thì nó có cái gì đặc biệt mà ví dụ như nếu như mà một du khách mà tới Thụy Sĩ mà anh Thắng nói là ồ phải tới cái thành phố này? Như chúng ta vừa mới trình bày là đây là một cái thành đất nước nằm trong một cái khu vực mà có cái văn hóa của bốn năm cái đất nước lớn. Thì văn hóa là một cái chuyện chúng ta có thể nói sau, nhưng mà chúng ta phải nói đến thắng cảnh thiên nhiên. Thì Lucerne là một cái thành phố nằm trên cái cao nguyên, và trên cái cao nguyên đó thì nó dễ chạy qua cái dãy núi Alps, và có những cái thắng cảnh rất là nổi tiếng. Thứ nhất là về hồ, nói đến Thụy Sĩ là chúng ta phải nói đến hồ, nói đến nước Áo là chúng ta phải nói đến những cái hồ nước ngọt và rất là đẹp. Cái thắng cảnh thiên nhiên nó rất là lạ trong cái khu vực của cái dãy núi Alps. Thành từ chúng ta đến Zurich, chúng ta có thể đi thăm cái hồ Zurich. Chúng ta đến thăm Lucerne, chúng ta sẽ đi thấy cái hồ Lucerne. Đó những hồ nước ngọt rất là đẹp, rất là thơ mộng, và hồ và núi nó tạo cho mình xem một cái không gian thiên nhiên rất là đặc biệt ở trên cái khu vực của cái thành phố Lucerne. Vậy thì nếu mà đi du khách mà đi Lucerne thì theo anh Thắng thì nên đi mùa nào là được nhất? Cái Lucerne thì như thế này, Lucerne là một cái thành phố nhỏ, dân số không có quá lớn, nó chỉ khoảng hơn 80.000 dân thôi. Thành thử chúng ta thấy một cái thành phố mà nhỏ như vậy thì dĩ nhiên cái thành phố nó sẽ không có cái phi trường lớn được. Thành thử khi mà chúng ta muốn đến thành phố Lucerne đó, phần lớn chúng ta đi đến bằng cách là chúng ta đến những cái có thể chúng ta đi qua bên Đức trước, cũng có thể chúng ta đi bên Pháp trước, hoặc là chúng ta đi qua Áo, rồi chúng ta đi hoặc đi qua Ý, rồi từ đó chúng ta bắt đầu vào Thụy Sĩ, hoặc là chúng ta đến ngay thủ đô của Thụy Sĩ, hoặc là chúng ta đến ngay cái thành phố lớn của Thụy Sĩ, đó là thành phố Zurich. Và từ Zurich chúng ta có thể lấy xe bus, có thể lấy taxi, có thể đi bất cứ cái phương tiện, đi xe train, đi xe điện. Chúng ta đến Lucerne, nó chỉ cách có khoảng Zurich có khoảng 50 cây số thôi, đi chưa tới một tiếng đồng hồ. Thành ra chúng ta thấy cái đất nước Thụy Sĩ ấy, những thành phố của nó rất là gần nhau. Thành ra chúng ta đi từ, chẳng hạn như chúng ta đi từ Lucerne đi tới Geneva là thành phố xa nhất, có lẽ chúng ta chỉ mất khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ thôi. Thành thử chúng ta thấy là Thụy Sĩ là một cái đất nước mà chúng ta muốn thăm
thì chúng ta không có quá mất nhiều cái thời gian di chuyển. Yeah. Và hỏi Lưu Sơn có gì? Lưu Sơn có nhiều nhiều cái thắng cảnh thiên nhiên tôi vừa trình bày. Thì chúng ta nói thắng cảnh thiên nhiên là nói đến hồ Lưu Sơn. Nói đến thắng cảnh thiên nhiên phải nói đến cái núi Pilatus với cái đỉnh núi cao hơn 2.000 mét. Nói đến đi xa hơn cái núi là núi Rigi. Đó là một cái ngọn núi cũng là nằm trong cái khu vực của biên giới giữa cái Lucerne, thành phố Lucerne. Yeah. Và sau đó thì chúng ta phải nói đến các di tích về văn hóa, về lịch sử. Lucerne có những cái điểm để chúng ta đến để thưởng ngoạn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Ồ, nãy cho anh hỏi một cái là anh Thắng nói là trong thành phố Lucerne thì có dãy núi là Pilatus. Thì cái dãy núi đó nó có kết nối với lại cái dãy núi Alps nổi tiếng không, hay là nó sẽ nằm tách ra? Tức là cái ngọn núi đó, yeah, nó là một ngọn núi nằm trên cái dãy Alps rồi. À, dạ. Yeah. Thành dãy Alps thì chúng ta phải nói nó dài đến khoảng 1.200 cây số nữa. Dạ. Thành ra đây là một cái dãy, nó một cái dãy núi, còn Pilatus thì là một cái rặng núi nhỏ, yeah, trong cái dãy núi đó thôi. Dạ. Yeah. Và tất cả những cái dãy núi mà nằm trên cái đất nước Thụy Sĩ đều thuộc trong cái dãy núi Alps. Dạ. Yeah. Vậy thì anh Thắng, nãy anh Thắng có nói là nói ở đó, thành phố đó rất là nhiều, có nhiều di tích văn hóa. Vậy thì cái di tích văn hóa nào mà đặc biệt nhất ở trong thành phố Lucerne Thắng? Nếu nói đặc biệt nhất thì tôi cảm nhận được đó, thì cái thành phố đó nó cho mình được biết được các di tích về văn hóa, các di tích về cái tôn giáo, di tích về những cái lịch sử của Thụy Sĩ. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói đến một cái ngôi nhà thờ ở ngay bên cạnh bờ hồ Lucerne Lake. Yeah. Hoặc là chúng ta thấy ngay cái trên cái hồ Lucerne ấy, nó có một cái cầu. Yeah. Mà người ta gọi cây cầu nó Chapel Bridge. Chapel Bridge. Yeah. Chapel Bridge giống như là một cái cầu nhà thờ đó. Yeah. Nhưng mà tiếng của Thụy Sĩ nó gọi là Capel Brooks. Yeah. Thành thử ở đó, đây là một cây cầu cổ. Yeah. Cây cầu này nó dài khoảng 200 mét nhưng mà nó băng ngang qua con sông để nối giữa cái thành phố Old Town, tức là phố cổ, đi qua với cái thành phố mới của bên phía Lucerne. Yeah. Thành ra đi trên con cái cầu này đó, thì mình thứ nhất là mình được xem lại những cái chi tiết về cái quá khứ của thành phố Lucerne. Yeah. Chúng ta có thể đi trên đó, chúng ta vừa ngắm cái kiến trúc của cầu, mà chúng ta vừa ngắm được cái kiến trúc cái đẹp của cái con sông Rios, là con sông chảy qua cái cầu đó để đi tới cái hồ Lucerne Lake. Yeah. Nếu mà nói về cái di tích đó, thì ngoài cái chuyện như tôi vừa nói đó, cái cầu này đặc biệt là người ta đã trang hoàng những cái hoa vào mùa hè, và tất cả vào những cái mùa khác thì người ta đều có những cái hoa người ta treo trên thành cầu đó, nó dọc suốt 200 mét như vậy, hơn 200 mét, thành ra đẹp lắm. Yeah. Thành ra mà cái cầu nó có cái đặc biệt là trong cái cầu đó chúng ta đi đó, chúng ta sẽ gặp được một cái gọi là water tower, đó là một cái ngay chính giữa của con sông, ngay chính giữa của trước khi đổ ra cái hồ là Lucerne, thì chúng ta thấy có một cái water tower, thì cái đó người ta nói ngày xưa đó là nơi để đựng những cái vật dụng của một cái chế độ ngày xưa, hoặc là người ta còn nói đó là một cái nhà tù để nhốt tù ngày xưa nữa. Yeah. Thì dĩ nhiên đó là quá khứ thôi, còn bây giờ thì nó là một cái cảnh để chúng ta nhìn thấy được cái tower ngay chính giữa cái cầu Chapel Bridge. Yeah. Thì rất là đẹp, mà cái cầu đó nếu mà Nhất Anh có dịp đi vào trong đó, Nhất Anh sẽ thấy ngoài cái kiến trúc nó còn có những cái bức họa tranh ghi lại cái lịch sử của thành phố Lucerne. Yeah. Ở ngay trên nóc cầu đó, ngay trên nóc của cái ceiling của cái cầu. Yeah. Chúng ta có thể nhìn qua một số những video clip để chúng ta thấy được cái cầu đẹp như thế nào. Yeah. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Hẹn anh Thắng trong phần tiếp theo của chương trình. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay với thành phố Lucerne mà anh Thắng đang dẫn Nhất Anh và khán giả cùng đi tới. Trong phần 1 thì mình đã giới thiệu rất nhiều, mình có nói sơ qua những các di tích văn hóa, và một trong những di tích văn hóa đó là cầu Chapel. Nhưng mà nãy anh thắc mắc là cầu đó là làm bằng gì hả anh Thắng? Cầu đó là cầu gỗ. Yeah. Thành thường nó cái đặc biệt của nó là cầu gỗ. Tuy nhiên thì cái cầu đó vào năm 1993 đó, yeah, thì cái cầu đó bị cháy một đoạn. Yeah. Thành ra bây giờ cái đoạn nó đã được người ta trùng tu lại. Yeah. Dĩ nhiên cháy, cái nguyên nhân mà cháy thì nó rất là buồn cười lắm. Yeah. Là cái người hút thuốc họ vứt cái tàn thuốc lá xuống bên cái cầu gỗ. Yeah. Và dĩ nhiên nó bắt lửa và nó cháy. Thành ra cái mất mát của thành phố Lucerne là những bức họa tranh ở trên
nóc của cái cầu đó thì bị cháy một số. Tại vì trên cái cầu đó có khoảng hơn 110 cái bức họa tranh như vậy. Thành thử bây giờ người ta quý lắm, thành ra người ta phải vẽ lại. À, nhưng mà thì dĩ nhiên thì cái đó là cái xui của thành phố Luzon. Nhưng mà đặc biệt thì trong thành phố Luzon, ngoài cái chuyện mà cái cầu đó, một cái điểm mà attract tôi nhiều nhất là chúng ta đến thăm cái tượng sư tử. Nó nằm ở cái trong tượng đá. Từ cái cầu đó chúng ta có thể đi bộ khoảng 15 phút. Chúng ta đến cái thành phố Luzon nó không có lớn lắm. Thành ra mình đi từ cái phố cổ, đi qua những cái cầu, đi qua những cái chỗ mà cái monuments của sư tử đó. Nó không có xa lắm. Mình có thể đi bộ được hết. Thế tuy nhiên thì sở dĩ tại sao tôi rất là cảm xúc với cái bức tượng của con sư tử. Nếu mà qua cái hình ảnh mà nhất anh có thể nhìn qua cái cảnh cái bức hình ảnh của con sư tử được người ta đặt tượng ngay trong hốc núi đó, mình thấy đó, cái khuôn mặt con sư tử, người tử nó nằm ngủ, nhưng không, thực sự con sư tử nó đang nằm chết. Mà cái chết, cái mặt, nét mặt của nó rất là đau đớn, mà chung quanh đó là nó trúng những cái mũi tên. Thì cái câu chuyện của cái về con sư tử này thì một người nghệ nhân của Thụy Sĩ vào năm 1820 họ đã đặt tượng vào trong đó để họ ghi lại cái kỷ niệm, gợi nhớ lại những cái tưởng nhớ lại hơn 700 người lính ngự lâm quân của Thụy Sĩ, gốc Thụy Sĩ đó. Thì ngày xưa ở bên, nói một chút xíu, xả xôi một chút xíu, là thời đó là cái thời bên thế kỷ thứ 18, ở bên Pháp đang xảy ra cái cuộc cách mạng 1789 đó. Thì trong cuộc cách mạng đó xảy ra thì cái ông vua của cái hoàng đế của nước Pháp lúc đó là ông Louis XVI, thì ông bị cuộc cách mạng nó bao vây. Và nhưng mà nhà vua đó, thì nhà vua này lại được hơn 700 ngự lâm quân là người gốc Thụy Sĩ đã được nhà vua thuê để mà bảo vệ cho cái hoàng gia triều đại của Pháp lúc đó. Thì tất cả những người ngự lâm quân này họ đều ra sức, họ hy sinh cái mạng sống của họ để bảo vệ nhà vua. Dĩ nhiên cái bảo vệ của họ không thành công, tại vì vua Louis XVI vẫn bị bắt như thường. Nhưng tất cả những người đó họ đã hy sinh để trong cái mạng sống của họ để bảo vệ, trong họ làm tròn cái trách nhiệm của họ. Thành thử thì một người nghệ nhân đã làm một cái hình ảnh một con sư tử. Sư tử đó là tượng trưng cho những người can đảm của những người ngự lâm quân Thụy Sĩ. Và dĩ nhiên nó không tròn trách mạng, không tròn trách nhiệm của nó, thành ra nó vẫn chết. Nhưng mà cái chết của nó tức tưởi, nó có vẻ nó vẫn có đau đớn. Và cái bên trước mặt nó đó là những cái khiên để mà người ta chống đỡ những mũi tên đó. Và con sư tử đó thì nó bị trúng tên và nó nằm nó chết. Và cái bức tượng nó đã được khắc vào trong núi, và phía dưới của nó là một cái hồ nhỏ. Thành ra chúng ta có thể thấy cái hình ảnh là một con sư tử chết tượng ở bên trên, nhưng mà cái hình ảnh của nó vẫn reflect, tức là vẫn phản chiếu xuống dưới đáy hồ. Thành ra nó đẹp lắm. Và nó cho mình một cái, cái câu chuyện về một cái câu chuyện trách nhiệm và cái sự can đảm của những người ngự lâm quân gốc Thụy Sĩ. Và cái đó là cái điểm mà nếu chúng ta đến Luzon thì chúng ta phải đi thăm cái đó. Và chúng ta hiểu câu chuyện đó thì chúng ta mới cảm nhận được cái hay và cái đẹp của cái văn hóa của Thụy Sĩ. Thì nó là một cái hình ảnh ẩn dụ rất là đẹp, đúng không Minh? Đúng rồi, rất là đẹp. Nó thể hiện cả cái tinh thần của người Thụy Sĩ nữa. Đúng rồi. Nó thể hiện vừa cái trách nhiệm của người quân quân sĩ Thụy Sĩ, và đồng thời nó cho thấy mặc dù họ mất đi nhưng mà cái nét mặt họ vẫn đau đớn, tại vì họ vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm. Thành ra cái đó là một trong những cái điểm mà tôi cho là rất là xứng đáng để chúng ta đến thăm cái thành phố Luzon. Dĩ nhiên ngoài cái thắng cảnh mà hồ, thắng cảnh núi, và bây giờ thì có lẽ nói thêm với Nhất Anh về cái thắng cảnh núi ở ngay cái Luzon. Ở Luzon, ngoài những chuyện chúng ta có đi thăm cái phố cổ và chúng ta đi thăm cái đẹp của cái hồ, mà chúng ta không thể nào không đến thăm cái ngọn núi cao hơn 2.100 mét. Đó là cái ngọn núi Pilatus. Ở đó thì chúng ta đến, chúng ta lên thăm cái đỉnh của nó. Và trên đỉnh thì dĩ nhiên từ trên đỉnh mà chúng ta nhìn xuống cái hồ và những cái thành phố xung quanh của nó dĩ nhiên là đẹp rồi. Tại vì thành phố này nó nằm trên một cái cao nguyên. Mà như Nhất Anh biết là chúng ta nói đến cái dãy núi Alps, ở trên cái độ cao đó quanh năm là có sương mù, quanh năm là có sông, có tuyết. Thành ra lúc mùa hè tuyết tan xuống, nó chảy xuống thành hồ. Và những cái tuyết đó khi đi đến đâu thì làm xanh tươi hết cả cái vùng đất xung quanh đó. Thành từ khi chúng ta đứng ở trên cái đỉnh núi cao như vậy đó, chúng ta có thể nhìn hết được những cái view của những cái hồ Luzon, những cái thành phố Luzon và ngay những cái
cái thắng cảnh xung quanh về những cái thiên nhiên, chẳng hạn như trời xanh, mây trắng chẳng hạn, đẹp lắm. Nhưng mà trên đó thì bây giờ người ta xây dựng cả hotel, một cái hotel để cho ai thích thì có thể thuê hotel ở trên đó nghỉ qua đêm để có thể nhìn được cái thắng cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên thì phải nói thêm, khi đến thăm cái thành, thăm cái ngọn núi Pilatus á, cái cảm nhận của tôi đặc biệt đó là chúng ta còn cảm nhận được cái gọi là cái high tech của người Thụy Sĩ nữa. Cái cable car hả? Cable car, thì nhất anh nhớ đó, là cable car nổi tiếng nhất thế giới bây giờ là Thụy Sĩ với Áo thôi. Thành ra chúng ta đến đó, chúng ta đặc biệt là chúng ta đi lên trên cái đỉnh núi Pilatus bằng cable car. Nhưng mà có hai cách để chúng ta lên. Cái cable car nó kéo dài hơn 4 cây số để chúng ta mới lên tới đỉnh núi được. Mà tưởng tượng là ngồi trên cái cable car nửa tiếng đồng hồ để kéo hơn 4 cây số là chúng ta thấy nó cũng view được tất cả những hình ảnh đẹp xung quanh. Nhưng mà khi chúng ta lên bằng cable car, chúng ta xuống, có thể chúng ta ngồi xuống xe train, xe điện. Nhưng mà cái đặc biệt, cái xe train ở bên đó nó gọi là coach train. Coach train thì nó này, nó là cái xe điện nhưng mà có những cái răng cưa rất là lớn bám lên cái xuống dốc đó hoặc là lên dốc. Thành ra nó bám, nó đi rất là chậm. Nhưng mà khi mà đi chậm như vậy thì nó cho chúng ta nhìn một cái view rất là dốc. Thành thử đó là một cái cảm nhận khác. Thì chúng ta đi thử cái coach train, chúng ta đi qua những cái khe núi, chúng ta thấy tối thui nhưng mà vừa mới ra khỏi là thấy trời cao và hồ và cảnh đẹp lắm. Thành thử Luzon là một thành phố mà theo tôi thì rất là xứng đáng để cho du khách đến thăm. Dĩ nhiên Thụy Sĩ ngoài Luzon thì có nhiều cái thành phố cũng rất là nổi tiếng, tại vì phần lớn những thành phố của Thụy Sĩ đều có hồ cả. Chẳng hạn như chúng ta có dịp, chúng ta sẽ nói đến thành phố Zurich chẳng hạn. Chúng ta sẽ đi thăm cái hồ Zurich, và Zurich là một cái thành phố có cái hồ rất là lớn. Còn Luzon thì như tôi vừa trình bày đó, thì chúng ta dĩ nhiên chúng ta chưa có, không đủ thời giờ để nói thêm về cái văn hóa, về cái sinh hoạt, về cái buôn bán của thành phố Luzon. Chúng ta chưa đi nói đến cái thành phố cổ. Old Town của Luzon không lớn lắm, nhưng mà nó có đầy đủ những cái di tích, cái lịch sử, cái văn hóa nho nhỏ của Luzon, của người Thụy Sĩ, chúng ta vẫn có thể thưởng ngoạn được khi chúng ta đến thăm thành phố này. Hy vọng là những thông tin mà anh Thắng đem lại cho Nhân Anh cũng như khán giả sẽ giúp cho khán giả của Người Việt TV có thêm một số thông tin nữa để mà khi mà mình tới Luzon thì mình sẽ có cảm nhận được nhiều hơn. Đúng vậy. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều, và Nhân Anh hẹn quý vị khán giả của Người Việt TV trong chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay lần tới.